Đến thăm thôn Bát Điểu Bán, hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc đã được chào đón với nghi lễ đặc biệt của địa phương. Những ly rượu thắm tình hữu nghị, những lời ca, điệu nhảy truyền thống của người dân địa phương đã thể hiện sự vui mừng chào đón các vị lãnh đạo và khách quý. Thôn Bát Điểu Bán được gọi là thôn hạnh phúc biên giới hiện đại hóa, nằm ở phía đông bắc huyện Hà Khẩu, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, ở phía đối diện với thôn Nam Sở, xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Thôn Bát Điểu Bán có 5 dân tộc sinh sống với 31 hộ dân, dân số 109 người. Những năm qua, thôn đã trở thành hình mẫu về việc xây dựng bản làng hạnh phúc, ổn định và bình yên. Trao những phần quà ý nghĩa tặng thôn Bát Điểu Bán, hai Bộ trưởng mong muốn thôn sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, có thêm nhiều các hoạt động giao lưu với Việt Nam để tăng cường hiểu biết, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên.